Hành lễ, tới sự kiện đáng yêu. Hành lễ giỏi nhất, lễ giỏi nhất. Cẩn thận đó, phòng thủ bên đây. Chuyện đi, chuyện đi. Nè, cẩn thận một chút. Cẩn thận đó. Chai nước này tôi uống rồi. Anh muốn uống chai em đã uống. Có hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Diễn xuất tốt ghê đó. Đây là cái bánh kem mua ở tiệm em thích. Nó có gì đâu. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi vậy? Năm nay là sinh nhật đầu tiên em chỉ có một mình. Anh không muốn để cho em cảm thấy khác biệt gì với quá khứ. Nếu có sự khác biệt thì cũng chỉ là hiện giờ em có thêm những người yêu thương em hơn ở bên cạnh em. Mình về rồi nè. Ê, ra ngoài, ra ngoài. Mới vào nhà đã thấy mùi yêu đương nồng nặc lên rồi. Mình không chịu nổi đâu. Làm gì có. Để mình coi thử. Dì ứng phấn qua rồi kìa. Vậy là có người tặng qua rồi ha. Là cả phòng đầy hoa. Cả căn phòng. Nè, Tiểu Thành tổng này đúng là có tiền ghê. Tặng qua mà cũng tặng nguyên cả căn phòng luôn. Chẳng qua là nịnh hót kiểu gì mình định giữ vậy chứ. Trời ơi, nói như vậy. Chỉ cần có lòng là được rồi. Cho nên hiện tại bây giờ hai người đã chính thức yêu nhau rồi hả? Ừ. Nhưng mà lần đầu tiên mình biết rõ mình có được thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng mình quá tham lam. Mình chỉ muốn sức đầu mẻ tráng một lần. Alo, Dương Đống. À, chuyện là tôi đã yêu rồi. Thành Lễ, anh bị bệnh hả? Nửa đêm giả làm ba tôi gọi tới trung đội. Ai kêu mấy anh không dùng điện thoại? Đang ở quân đội đó anh hai à. Còn nữa, anh không thể nào không có bạn bè chứ. Mấy bạn tôi nói anh tán gái mà huy động cả đám họ luôn. Cũng lẹ miệng thiệt á. Anh ở quân đội mà cũng báo cáo sao? Sau này buổi tối anh đừng gọi tôi nữa. Được, được. Vậy tôi tìm Kim Huệ. Thôi, anh tìm tôi đi. Vậy cậu nghĩ thông suốt từ hồi nào vậy? Thì mới lúc nãy. Lúc nãy anh ấy nhận ra mình muốn xem phim nên đi với mình. Nhưng anh ấy nói với mình cũng đã 10 năm rồi anh ấy không vào đó, cho nên muốn đi xem thử. Có xem hết không? Không hết, xem được 40 phút. Nhưng mà mình biết rõ 40 phút đó với anh ấy vô cùng khó khăn. Lòng bàn tay anh ấy cứ đổ mồ hôi, lại còn rất lạnh nữa. Tuy mình lớn tuổi hơn, nhưng anh ấy luôn là một người lớn chăm sóc mình, chiều theo ý mình. Nếu như vậy mà mình còn không rung động thì mình đúng là quá lạnh rồi. Tốt quá. Cậu biết không, mình thấy là có người yêu cậu giống như mình thấy vô cùng mừng luôn. Tóm lại là cũng không ai có thể đoán trước được quan hệ của hai người sẽ ra sao đâu. Giống như lúc trước cậu với Thi Thiếu Tổ kết hôn đó, cậu cũng không ngờ sẽ đi tới nước này mà. Mọi chuyện đều chưa biết được sẽ ra sao. Chúng ta cứ lập trước một kết quả thật là tốt đẹp, sau đó cố gắng theo mục tiêu này, tận hưởng phong cảnh tươi đẹp gian đường. Cho dù cuối cùng không đi tới đích được thì chúng ta cũng từng được hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Alo Kim Quỳ. Vậy là sao? Không muốn nghe anh ra vẻ hạnh phúc. Ngủ ngon. Thôi, cái đồ phản bội Dương Đống này. Thôi. Ai tìm được ai nữa đây ta? Ai tìm được ai nữa đây? Vậy mình sẽ dốc hết tinh thần để đối mặt. Nhưng mà việc đầu tiên có lẽ mình phải nói thật với anh ấy là chuyện mình có con. Chỉ khi anh ấy chấp nhận thì bọn mình mới coi như là chính thức bắt đầu. Chuyện đó mình cảm thấy chắc là mình đã làm sai một chuyện. Mình không ngờ là hai người sẽ đi tới được bước này luôn đó. Nên ban đầu mình kêu giấu chuyện đô đô, chỉ cần chuyện này không ảnh hưởng tới công việc của cậu thì không sao hết đó. Nhưng nếu đặt tình huống này vào mặt tình cảm sẽ là chuyện lớn đó. Đây chắc là lý do mà mình trì hoãn không muốn đối mặt với anh ấy. Trong lòng mình vẫn luôn muốn trốn tránh vấn đề này. Nhưng mà mình thực sự rất thích anh ấy. Mình cũng muốn có được tình yêu của anh ấy. Nhưng mình đã bỏ lỡ cơ hội thành thật với anh ấy rồi. Chắc mình là đứa mưu mô tính toán, nói một đằng là một nẻo. Có ai mưu mô như cậu không? Thành thực tới cỡ đó. Coi bộ khả năng mưu mô của cậu quá tệ. Tóm lại là dù thế nào, ngày mai mình cũng sẽ tìm cơ hội để thật với anh ấy. Nếu anh ấy cảm thấy mình lừa dối anh ấy, không thể chấp nhận mình, vậy thì
vậy thì mình sẽ nghỉ việc. Dù sao được anh ấy thích thì mình cũng vui rồi. Cậu đi đâu gấp vậy còn sớm mà. Huệ Nhất Dạng mới xuống máy bay có nhắn cho mình là anh ấy về rồi. Mình nhớ là có người nói với mình rằng anh ấy bị điều về tổng bộ một thời gian dài. Xin lỗi Chu Toàn đại nhân. Thực ra chuyện này cũng không phải là mình nói ra mà do Thành Lệ nói đó. Nhưng mà cậu không hề vạch trần Thành Lệ, còn phối hợp diễn xuất rất ăn rơ. Thì biết làm sao chứ, anh ấy là sếp mình, mình cũng hết cách đúng không? Lệnh Tâm Tâm, con hãy chờ đó, mình về tính sổ với cậu sao? Nè, phải làm nhanh lên nha. Làm xong chưa vậy? Khó quá. Lệnh Tâm Tâm, không biết có gì gọi sao? Sao hôm nay sếp nóng giận dữ vậy? Chị Tâm Tâm thảm rồi. Phải đó. Bởi vậy, không biết họ là không sao biết nữa. Thơm quá. Trên tay vẫn còn mùi phấn hoa sao? Không có, là mùi bột giặt mà em mua cho anh. Tối nay anh có rảnh không? Em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Được thôi, tính tỏ tình với anh hả? Em có quà không? Em chính là quà nè. Anh muốn mở quà à? Em có gì, em đi trước đây, tối nay gặp. Ê, Chu Toàn, sao em tới đây vậy? Câu này đáng lẽ em hỏi anh mới đúng. Mạc Dân Dân, sao tự nhiên về nước vậy? Chu Toàn, Dân Dân về bất ngờ, không kịp nói với em. Đợi anh chút, đợi chút nha. Anh sao vậy? Không cho em vào nhà luôn hả? Không phải, Mạc Dân Dân và chồng đang sắp ly hôn, cho nên mới về đây nghỉ ngơi, không kịp nói cho em biết. Quá ra bản thân vẫn chưa ly hôn đã có người chờ sẵn sao? Chu Toàn, có rất nhiều chuyện sau này anh mới nói cho em nghe. Nói chuyện đừng có hùng hổ như vậy có được không? Nơi này không phải là tòa án. Ê, alo. Sao rồi hả? Có phải đúng là kiểu lâu ngày gặp mặn đồng rực rỡ không? Mạc Dân Dân, thứ giả tạo có đẳng cấp, về nước rồi. Sao cậu biết chuyện đó? Hai con mắt mình thấy rõ ràng đó. Hơn nữa, còn về chung với Huệ Nhất Giảng nữa kìa. Về thì về thôi, cậu sợ cái gì? Mình thấy lạ thôi, cứ mỗi lần đứng trước mặt cô ta, mình lại thua thảm hại luôn. Nè, đúng thiệt luôn đó, chuyện quái quỷ gì đây chứ? Hay là mình xin nghỉ qua chỗ cậu nha? Thôi không cần đâu, chiều nay còn phải có phiên tòa. Vẫn chưa tới nỗi Mạc Dân Dân đó về nước, mình không kiếm tiền nữa. Con gái và tôi sắp ra nước ngoài, cứ bận lo vụ xin visa, suýt chút quên mất luôn chuyện em nhờ em coi đó. Cô Chu à, phiền cô quá. Nè,
Đây là một số thông tin của học sinh tên là Thành Lệ mà em cần. Em xem đi, có giúp được gì cho em không? À, dạ được, cảm ơn cô. Anh kêu em hỏi giúp anh chuyện hồi đi học. Em hỏi rồi, không có gì đặc biệt. Anh xem thử đi. Khi anh còn nhỏ rất đẹp trai. Thời gian lâu quá rồi, mấy ngôi trường ở ngoài ngoại ô và trường của chúng ta đều thay giáo viên hết rồi. Rất ít người có thể hỏi được chuyện tình hình về học sinh có tên là Thành Lệ này. Thật ra cũng không có gì đặc biệt hết, nhưng mà không có một chữ nào giới thiệu về tình hình của đứa bé này khi ở trường. Cứ giống như bị người ta cố ý lấy đi nó vậy đó. À, còn có một chuyện rất thú vị nữa. Sau khi chuyển trường, mẹ cô ấy mỗi năm đều quyên góp cho trường học. Nhưng mà chủ tịch Thành cũng rất ủng hộ giáo dục. Sau khi anh tốt nghiệp, bà ấy luôn tài trợ cho ngôi trường này, hơn nữa còn mua rất nhiều máy tính. Khi anh ở trường thì chẳng quan tâm tới, sau khi anh chuyển trường lại quyên góp. Khi anh ở trường chắc đã gây ra quả lớn rồi. Trời ơi, anh nói giỡn với em một chút xíu thôi. Thật ra không có chuyện nghiêm trọng vậy đâu. Nếu hỏi được thì hỏi, không hỏi được thì thôi. Đừng làm ảnh hưởng tới thế giới của hai chúng ta tối nay được không? Em sao vậy? Đã nghe ngóng rồi mà, chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Không có gì, chỉ là em thấy trong lòng buồn chán quá. Em quá lo lắng cho anh rồi. Thật ra bệnh của anh có lẽ không liên quan quá lớn tới chuyện ở trường đâu. Mẹ của anh không nói cho anh biết chắc chắn có lý do của bà ấy. Em đừng có quá lo mà. Ha. Lên lầu với tôi đi. Không đi, làm gì vậy? Hey, uống ly cà phê với tôi đi. Không đi. Ôi mà, đi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Có phải cô đang hẹn hò với Thành Lệ không? Vấn đề này tôi không tiện trả lời. Chúng ta đổi chủ đề đi. Em nên trực tiếp trả lời anh ta. Đúng vậy, tôi là bạn gái của Thành Lệ. Nè, hôm nay tôi chính thức thông báo với anh, cô ấy là bạn thân của anh, là bạn gái con chủ của anh. Sau này tránh xa cô ấy một chút. Hai người chơi thật hả? Không phải chơi, mà là thật. Em thấy đây là vấn đề của chúng ta, không cần để tất cả mọi người biết đâu. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi phải công bố cho cả thế giới, để không ai tới làm phiền cô ấy nữa. Xin lỗi nha, tôi không thể chúc phúc cho hai người. Thành Lệ, anh cũng là người đã trưởng thành rồi. Anh có từng nghĩ tới giữa hai người có chướng ngại lớn thế nào không? Nếu không bước qua được những chướng ngại này thì có thể trở lại như trước không? Anh nhất thời hứng thú yêu thì thôi đi, nhưng Tầm Tầm thì sao? Tầm Tầm không chơi nổi với anh đâu. Anh có tư cách gì nói với tôi mấy lời này? Chẳng lẽ anh cũng thích cô ấy hả? Tại sao tôi không có tư cách chứ? Tôi là trai thẳng đàng hoàng. Tôi... tại sao tôi không thể thích cô ấy? Xin hỏi anh thẳng ở chỗ nào vậy? Thành Lệ, anh đang công kích cơ thể người khác, là vấn đề nhân phẩm đó. Tầm Tầm, cô không phải là không có lựa chọn. Cô coi hai chúng ta biết rõ gì nhau, cũng không cách biệt lớn về tầng lớp. Tình yêu mà cô muốn có và cảm giác an toàn tôi đều có thể cho cô hết. Được, thực ra cô không thích tôi cũng không sao, cô có thể gặp được người thích hợp với cô hơn. Đừng tìm bừa một người làm cái phao cứu mạng mình. Tới lúc đó không còn đường quay lại đâu. Mike, anh im miệng đi. Cái gì mà tìm bừa một người chứ? Tôi không phải là hàng người tùy tiện đó. Lên đây hóng gió thoải mái ghê ha. Ừ đúng đó. Mình lại đẻ quá à. Được rồi, được rồi. Vậy thì tôi là người tùy tiện. Mọi người tự nhiên, tôi xuống dưới đây. Một người như anh mà muốn giành phụ nữ với tôi sao? Nè, không biết họ có chuyện gì nữa. Cô nói Lệnh Tầm Tầm này là thần thánh phương nào vậy? Cho nên mới nói thiên hạ có câu tuyệt đối đừng chọc nữ đồng nghiệp, vì tương lai cô ấy có khả năng là bà chủ của bạn. Đúng ha. Có lý lắm. Em qua lại với Mai ít thôi,
Đừng suốt ngày cứ xưng chị em rồi lợi dụng em. À đúng rồi, chúng ta ở công ty có thể kín đáo chút không? Em cảm thấy mọi người đều nhìn thấy quan hệ chúng ta rồi đó. Anh đã từng nói với em từ trước rồi mà, bọn họ sớm muộn gì cũng biết mà thôi. Em đang sợ cái gì chứ? Em chỉ lo lỡ ngày nào đó chúng ta chia tay không thể làm bạn bè lại, sẽ phải giải thích với quá nhiều người. Vừa mới bắt đầu mà đã nghĩ tới chia tay. Em lúc nào cũng nói không có cảm giác an toàn, anh mới cảm thấy vậy đó. Bây giờ tới mai cũng công khai dành người với anh, em cũng được quan ngên quá ha. Em về trước đây. Thời gian làm việc như vậy không hay đâu. Trong thời gian làm việc nói chuyện tình cảm đúng là không hay thiệt. Hôm nay mọi người tan ca sớm, tôi kỳ hạn cho mọi người 10 phút rời khỏi văn phòng, nếu không sẽ trừ hết lương. Về sớm. Anh làm gì vậy hả? Như vậy không hay lắm đâu. Anh điên sao? Bây giờ anh đang hiểu rõ mấy nhân vật tộc tài bá đạo trong phim Thần Tượng có cảm giác như thế nào rồi. Còn ai không? Đương nhiên là không còn ai. Anh đã nói là trừ lương mà. Em coi, bây giờ anh có thể trong văn phòng công khai tình yêu của chúng ta rồi. Nè. Từ sau khi em chấp nhận anh, mỗi ngày em đều mang tâm sự rất nặng nề. Anh muốn cho em một tình yêu chứ không phải để cho em phiền não. Còn như là anh cầu xin em đi, đừng lo lắng nữa có được không? Có anh đây rồi mà. Đi, ăn cơm thôi. Lệnh Tâm Tâm cũng chính là đồ đại ngốc. Mai, anh cũng đúng là đồ đại ngốc. Nè, anh bao trọn nhà hàng này rồi sao? Chắc ai đó phối hợp với anh rồi. Bao hết nơi này tới đi ăn cơm có hơi quá. Lãng phí. Ừ. Con mời bạn gái tới ăn cơm, không cần mẹ tới thanh toán đâu. Con chắc chắn người phụ nữ ngồi bên cạnh con là bạn gái của con sao? Nếu bà đã tới rồi, tôi cũng sẽ nói hết. Bề trên nói chuyện cô lại chen vô, có biết lễ phép hay không? Tâm Tâm nói rất đúng. Nếu như mẹ đã tới, vậy chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, đỡ cho mẹ phải lãng phí tiền tìm người chụp tụi con. Chuyện tôi muốn nói là, bây giờ cô muốn biểu đạt thái độ cũng được, biện hộ cũng được, tóm lại là lời cô nên nói vẫn chưa nói gì hết. Thứ phụ nữ như cô tôi đã gặp nhiều rồi. Năm đó ăn không ngồi rồi, muốn dùng hôn nhân thay đổi số mệnh. Bây giờ nhận bài học còn chưa đủ, tưởng rằng tìm người có tiền là cô có thể từ chim sẻ thành phượng hoàng sao? Mẹ quý gì?
cho con xem một thằng nhóc con. Đừng có đem thủ đoạn trong làm ăn dùng cho người nhà của mình nữa có được hay không? Nó không phải là nhóc con, nó là con trai em, tên Đô Đô. Cái gì? Đô Đô? Đô Đô là con trai của em, nó cũng không phải là con chó hay mèo. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay em muốn hẹn anh ra. Trước khi điền thông tin xin việc em đã gạt anh, nhưng khi đó em quá cần công việc này. Nhưng mà em tưởng rằng chuyện mình có đứa con, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc của em thì không sao hết. Cho nên trước giờ em luôn giấu anh chuyện này. Em thực sự không ngờ chúng ta sẽ đi tới bước này. Cho nên mãi cho tới bây giờ em mới nhận thức là mình cần phải nói rõ với anh. Có phải mẹ anh uy hiếp em không? Em không cần nghe mẹ nói gì hết, chỉ cần em thích anh là đủ rồi. Em không cần để tâm mẹ nói gì đâu. Mãi cho tới bây giờ con vẫn cảm thấy là mẹ bôi nhọ cô ta. Chuyện đứa bé có thể làm xét nghiệm, hơn nữa những người bên cạnh cô ta chắc chắn đều biết sự thật. Muốn chứng minh chuyện này là thật hay giả cũng quá đơn giản. Hôm nay mẹ đem hình ảnh tới đây, cô ta liền nói muốn thẳng thắn với con. Hôm nay mẹ không tới, con có thể đảm bảo cô ta không tiếp tục lừa dối con hay sao? Đây là sự thật hả? Xin lỗi anh, em gạt anh là em nhận. Nhưng thực ra em cũng rất hoang mang, em cũng rất hối hận. Nhưng thưa chủ tịch, tôi chưa từng muốn dùng hôn nhân để thay đổi vận mệnh của mình. Thật ra cuộc hôn nhân trước của tôi cũng đã hy sinh bản thân mới đổi được gia đình hòa thuận. Tuy là kết quả lại không tốt, nhưng tôi không thẹn với lòng. Đối với Thành Lệ cũng như vậy. Tôi biết bản thân tôi không xứng với anh ấy, nhưng mà tôi chưa từng muốn có được bất cứ thứ gì từ anh ấy. Em không cần phải giải thích với bảy. Người em cần đối diện chỉ có anh thôi. Anh có yêu em không, có để ý hay không, đó là chuyện của hai chúng ta, không liên quan tới bảy. Cô ngồi xuống ăn chung với tôi đi. Có phải cảm thấy tôi quá ích kỷ rồi hay không? Người mẹ bảo vệ con trai của mình, đó chính là thiên tính. Thực ra cô gái này, nếu như không có chuyện xảy ra trước kia, tôi sẽ sẵn lòng bỏ qua cho cô ấy. Tôi biết chứ. Từ lúc bà bắt đầu giúp đỡ cô ấy tìm công việc, tôi đã hiểu rõ rồi. Có rất nhiều cơ hội như vậy, tại sao em không nói với anh? Tại sao em vẫn luôn coi anh như một thằng ngốc vậy? Anh thà rằng nghe chính miệng của em nói ra, cũng không muốn nghe mẹ của anh vạch trần em. Em xin lỗi. Đưa anh về đi. Em biết bây giờ em nói gì cũng là biện minh hết. Ngày mai tới công ty em sẽ tự chức. Anh vẫn chưa xả được giận thì em đã muốn đi rồi. Em
Em không muốn xuất hiện trước mặt anh khiến anh khó chịu. Anh thật sự rất khó chịu, nhưng mà anh cũng không dự định để em dễ chịu đâu. Em tự dứt cũng không được sao? Nghe em nói chu toàn giúp em chuẩn bị vụ kiện vi phạm hợp đồng đi. Alo, Tầm Tầm. Chu Toàn. Mình đang muốn tìm cậu để tám về con nhỏ trà xanh mới về nước đó. Chu Toàn, mình buồn lắm. Cậu sao vậy hả? Có phải tên khốn Thành Lệ đó ức hiếp cậu không? Chu Toàn, mình thật sự rất buồn. Mình đau lòng quá, cậu có thể nhanh chóng qua đây không? Cậu, không phải, cậu đang ở đâu vậy? Mình ở bên ngoài nhà Thành Lệ. Cậu đợi mình nha, mình tới bây giờ đó. Mặt phong phanh như vậy, không sợ bị cảm lạnh hả? Cậu ấy nói gì khiến cậu đau lòng đúng không? Mình đi tìm cậu ấy. Nè Chu Toàn, đừng đi. Chỉ là mẹ anh Thành Lệ, bà ấy nói chuyện mình có con trai cho Thành Lệ biết. Sao bà ấy lại như vậy chứ? Mình cảm thấy thực sự rất buồn. Mình biết chứ, mình biết tất cả đều là lỗi của mình. Mình đã lừa dối anh ấy. Nhưng mà khi đối diện sự thật lạnh nhạt của anh ấy, mình lại chịu không nổi. Mình biết chuyện tới nước này anh ấy có làm gì cũng là đúng thôi, nhưng không biết tại sao mình vẫn mang hy vọng đối với anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể tha thứ, có thể chấp nhận mình. Nè Tầm Tầm, Tầm Tầm, cậu nghe mình nói đi. Cậu không hề sai, yêu một người cũng không hề sai. Có hy vọng, có yêu cầu đối với cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà. Cậu đừng có đem tất cả chuyện này đổ hết trách nhiệm cho bản thân mình được không? Được rồi, được rồi. Khóc đi, khóc đi. Nếu buồn cứ khóc đi. Đem hết những đau khổ, cứ khóc cho dơi đi. Hay là như vậy, cậu theo mình về nhà đi. Hả? Rời khỏi đây. Thật sự không được thì xin phép, xin nghỉ một thời gian. Không được, không được. Anh ấy nói nếu như bây giờ mình tự chức thì coi như mình vi phạm hợp đồng. Trời ơi, trách nhiệm bồi thường hợp đồng mình chịu, muốn kiện tụng cũng để mình lo. Cậu không có cần lo chuyện gì hết. Nhưng mà nếu như chúng ta đổi một góc độ khác suy nghĩ về chuyện này, thì cậu cảm thấy có phải Thành Lệ cũng cần một khoảng thời gian để có thể chấp nhận chuyện này không? Cậu ấy càng nghiêm túc với cậu thì cậu ấy càng phải nghiêm túc suy nghĩ. Suy cho cùng, vấn đề mà cậu ấy phải đối mặt là làm vợ của con trai cậu. Bản thân cậu ấy về mặt tình cảm cũng không được coi là chín chắn. Vậy cậu thấy có phải bây giờ cậu ấy cũng phải giống như cậu, cũng cảm thấy sét đánh giữa trời quang? Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đối mặt với anh ấy? Không tự ti, không kiêu ngạo. Được rồi, được rồi. Không khóc nữa. Rất nhiều người đều tò mò tôi tẩy trang xong sẽ như thế nào. Hôm nay anh đây uống nhiều rồi, cho các người nhìn cho đã. Anh ấy tẩy trang kìa. Uống nhiều rồi.
Nhìn thấy chưa hả? Đàn ông đích thực, trai thẳng cứng rắn. Anh đi. Hả? Em nhìn đây nè, đó cái người làm đẹp nè. Ôi trời, phải không? Trời ơi, đảo lộn nhận thức rồi, không định làm mỹ phẩm nữa sao trời? Muốn làm fan hay quỷ bỏ fan, ông đây không thèm nữa. Có biết tôi chỉ muốn trở thành blogger làm đẹp này, vì muốn sống trong thế giới thời trang này. Tôi đã phải giả vờ ẻo lả bao nhiêu năm, giả vờ đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục diễn nữa. Bạn có biết quy tắc ngầm trong ngành này không hả? Trong cái ngành này, trai thẳng cũng đồng nghĩa với thẩm mỹ không tốt. Chuyên ngành của tôi không tốt sao? Hả? Tôi là nam hay nữ quan trọng sao? Các người thừa nhận là sự giới thiệu chuyên nghiệp của tôi về thẩm mỹ, hay là thừa nhận giới tính của tôi? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Có thể là sáng mai khi thức dậy, tôi cũng sẽ phát điên về hành động này của mình. Tôi không làm các bạn hết hồn chứ. Tôi vẫn luôn giả vờ ẻo lả, cũng không dám bày tỏ với người con gái mà tôi yêu. Kết quả thì người ta đã có người khác rồi. Có giật gân không hả? Có ngạc nhiên không hả? Các người không cần cười nhạo tôi. Tôi chính là tôi. Trang điểm những gì mà tôi muốn trang điểm, theo đuổi người mà tôi thích. Các bạn có dám làm chính mình giống như tôi không? Không dám. Ít ra tôi rất nhát. Alo. Tâm Tâm, có rảnh không gặp một chút đi? Tôi không có thời gian, nói qua điện thoại đi. Đô Đô muốn gặp em, có trễ hơn nữa cả hai cũng đợi em. Đô Đô đâu? Bảo mẫu trong đó rồi, muộn quá nó ngủ mất nên anh không kêu ra. Vậy tôi đi đây. Tâm Tâm, em vẫn chưa nói với ba mẹ chuyện chúng ta ly hôn sao? Tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói. Hôm nay họ mới điện cho anh, nói dạo này em cứ không nghe điện thoại. Họ nói muốn gặp Đô Đô lắm. Nè, anh nhất định không được nói cho họ biết, như vậy thì lộ tẩy mất. Nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài mà. Khi đó ba mẹ tôi muốn cản chúng ta kết hôn, mà suýt nữa cắt quan hệ với tôi. Bây giờ tôi cho họ biết, ông chồng tôi nhất định chọn cho được. Đã ngoại tình ly hôn với tôi rồi, hiện giờ tôi sống thê thảm lắm. Vậy họ sẽ nghĩ thế nào? Đây không phải là ngay trước mắt họ phủ định cả nửa đời trước của tôi sao? Tầm tầm à, anh cũng không muốn ly hôn đâu. Hãy vì con mình, chúng ta quay lại đi. Quay lại? Sau đó anh lại sống cái kiểu về nhà có cơm đợi, ra đường có vợ chờ hay sao hả? Tôi không muốn cùng diễn tuồng với anh nữa. Cho dù tôi có mù hơn nữa, tôi cũng không muốn mù cả đời. Ăn sáng thôi. Nè, sao vậy?
Em làm việc đi. Tạo hình mới không tồi đó, đẹp trai. Các đồng nghiệp thế nào hả? Có đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp trai lắm. Đẹp trai quá đi. Đẹp trai quá ha. Cảm ơn mọi người. Tôi còn nghĩ là mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nữa chứ. Anh vốn chỉ là quái thai mà, có kỳ quái hơn nữa cũng không sao. Nè, tốt bụng nhắc nhở nha, nhất định đừng xem Hot Shots. Ôi trời ơi. Cùng lắm thì chị đây mở tài khoản mới làm lại từ đầu thôi. Mọi người làm việc đi. Làm việc đi. Mọi người nghĩ sao về mỹ phẩm dù Mỹ Linh của chúng ta? Thành Tổng nói muốn đổi tên thành một nhãn hiệu phụ. Tôi thấy có hơi đáng tiếc. Dù gì cũng là thương hiệu lớn lâu năm, nhiều người biết tới. Nhưng một thương hiệu lâu năm phải làm sao để kết hợp với tuyến mỹ phẩm? Việc này thực sự hơi khó. Mọi người cho ý kiến đi. Tôi có thể phát biểu không? Không được. Tại sao không được? Tôi cũng là thành viên của tổ kế hoạch mà. Vậy cậu có thể hỏi ý kiến của mọi người. Tổng giám Lâm, chị nói xem. Đây cũng đâu phải là công đường gì đâu. Đương nhiên có thể nói rồi. Giờ rồi ông chủ của chúng ta còn nói IQ của mình đang offline mất đó. Chúng ta phải tự lo thôi. Đúng không Tâm Tâm? Tôi cũng đã xem live stream của Mai rồi. Lần live stream đầu tiên sau khi Mai đóng mic, khi đó là đang quảng cáo vụ Mỹ Linh. Tôi có hỏi ấn tượng của mọi người về vụ Mỹ Linh. Mọi người đều nói chính là hương vị của mẹ. Cho nên tôi nghĩ đây có lẽ là ký ức của đại chúng. Vậy khi nhắc tới vụ Mỹ Linh, mọi người sẽ nghĩ tới những bà mẹ của thời đại đó không có sản phẩm dưỡng da của thương hiệu lớn. Cho nên vụ Mỹ Linh trở thành một thứ thiết yếu của các bà mẹ trong gia đình. Cho nên tôi nghĩ có lẽ đây chính là ký ức. Nếu như chúng ta muốn mỹ phẩm của vụ Mỹ Linh vẫn tiếp tục duy trì thương hiệu của mình, vậy thì tôi nghĩ vào thời đại đó các bà mẹ dùng vụ Mỹ Linh dưỡng da, còn bây giờ thì các bà mẹ dùng dụ Mỹ Linh để trang điểm trở nên xinh đẹp hơn. Như vậy có thể trở thành một yếu tố kích cầu tự nhiên. Nhưng cũng đâu phải ấn tượng về mẹ của tất cả mọi người đều tốt đẹp. Cái chúng ta hướng tới là ký ức của đại chúng, chứ không phải là nhóm người đặc biệt chỉ chiếm thiểu số đó. Tôi thấy phương hướng này thực sự khá ổn. Lâm Tổng cứ phụ trách đi, Phan Hợp. Không phải tới tìm tôi sao? Còn trốn làm gì? Thật ngại quá là mất thời gian của chị một chút. Đây là điều tra thị trường do tôi làm lúc trước, có lẽ không hoàn thiện lắm. Chị cứ coi như là bản tổng hợp tài liệu là được. Lần sau trước khi làm gì thì đi tìm bên kế hoạch xin bản mẫu đi. Với tài liệu mang lên hộp thì hình thức rất là quan trọng. Chị có nghĩa là phương án của tôi có thể chính thức mang lên hộp rồi sao? Buổi sáng trong cuộc họp không phải là tôi nói được rồi sao? Khả năng lý giải của cô có vấn đề gì hả? Cảm ơn. Tôi còn tưởng là chị không vừa ý với tôi chứ. Đây là công việc, tôi không nhạt nhẽo như thành lệ đâu. Tự tin lên chút đi. Ly hôn xong quay lại làm việc cũng chẳng có vấn đề gì hết. Tôi cũng ly hôn, còn phải nuôi con nữa. Tôi cũng vậy. Cho mượn chút nè, nha. Cho mượn chút đi. Hôm nay tăng ca, công việc của mọi người hôm nay tôi bắt buộc phải thấy kết quả. Lên Tâm Tâm, chị gọi cơm cho tôi đi. Tôi muốn vịt nướng ở Thành Nam, tìm không chịu ship đó. Tôi không ăn nữa, tôi đi ăn với khách hàng.
是啊，你笑什么？突然很想笑，不知道为什么。啊，我忙了。好，你先等会儿，你关掉它。那我，好，你先等会儿，我先关掉它。